Chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Nhiều áo đẹp vậy. Gọi là hôn chứ. Nhi trang ông Phiên đang để mà. Quyền kìa. Cái gì? Vậy là cái môi đó hôn son hả? Trời ơi. Không vậy. Ủa chị anh mua dịch thế này. Đúng rồi. Đấy vậy? Gấp dịch cho ăn hả? Hồi chiều mình mới mua một con vịt quay đi cả nhà ơi. Quyên với Huynh bữa giờ nó cũng thèm. Với Nhi bữa nay đi làm gì sớm. Giờ cũng 6 giờ rồi nè. Ừ. Ừ. Ốc đây. Giờ tụi mình sẽ gấp thịt vịt ra dĩa nè. Rồi ăn nha. Vậy gấp xong là ăn được đi coi. Nãy mua đâu 20 bánh mì nhỏ nhỏ vậy đó. Vịt với bánh mì nhìn ngon quá. Ừ. Nhìn ngon ghê á. Hôm nay là món ăn rất là đơn giản. Chỉ mua về và ăn thôi cả nhà. Đang đói bụng mà ăn cái này là ngon lắm cả nhà. Thèm không? À. Thơm ha. Thơm, hấp dẫn ghê. Quá là thơm luôn. Úc đang phụ xếp bánh mì ra dĩa đây. Quá đẹp luôn. Rồi Úc đem trả trước đó. Nãy mày giữ cái xăm đó cả nhà, chưa mẹ ăn phần đi. Chưa mẹ này nha. Mày giữ cái xăm mẹ không chịu ăn chung rồi mày giữ cái xăm rồi. Ừ. Rồi, giờ chuẩn bị ăn thôi. Rồi. Đây là tô nước sốt nè, đem lên luôn. Chào cả nhà. Chào mọi người. Thì tối hôm nay gia đình mình sẽ ăn vịt quay cả nhà ơi. Đây. Thì hồi chiều này mình có đi chợ mua về đi một con vịt. Nhìn ngon hả anh ha. Chiều mà đi làm gì đó bụng mà ăn món này là quá là tuyệt vời luôn rồi đó. Vì hôm nay có Nhi tham gia cùng đó cả nhà. Cũng lâu rồi em không có lên sóng. Bữa nay cha mẹ không có tham gia cả nhà. Cha mẹ đi làm gì mệt rồi. Con mẹ thì giữ cái xong rồi mẹ không muốn tham gia luôn. Rồi thì giờ mình mời cả nhà ăn chung với gia đình mình nha. Mời cả nhà luôn nha. Mời cả nhà nha. Mời mọi người nha. Đây là vịt quay. Vịt quay hả? Vịt quay. Đi gấp chút yêu miếng thịt này. Đây. Đây hả? Ủa nó còn sống. Yêu miếng thịt này. Nè Úc. Miếng nạc. Ủa. Cục bự luôn rồi. Bự luôn rồi. Ăn đi anh yêu. Lần thành có uy nghiêm nha. Cái này chốt nè. Cái này chốt cái này nha. Cái này đặc biệt phải không? Đặc biệt luôn á. Gấp cho cục thịt. Ui. Con vịt này còn sống rồi vậy. Nhảy quá. Quá. Này công anh mua nè, anh tặng anh nè. Mời cả nhà nha. Thấy cái này dễ thương luôn. Cái này người ta chặt nó còn dính. Ngon. Mày dạ không có giòn ha. Ừ, da không giọt cái loại này. Mà cả nhà luôn nha. Cảm ơn. Mà cũng đẹp chung bánh mì. Mà bánh mì không? Ừ. Rồi mời cả nhà nha. Bánh mì nó quyêu rồi. Để đây nha. Bình thường ăn chung nè, không có rau gắt rồi. Chị anh quên mua rau hả? Quên. Bên này có rau ăn kẹp nó đỏ ngán nè. Tại chiều này người ta cho dưa leo. Mà thấy mấy tay dừa nó đều ép quá. Nó xấu quá. Định mua. Đi quay quay hồi quên luôn. Có cà chua. Ừ. Cà chua thay thế. Ừ. Mì nhiều lắm. Mua 20 bảo rồi ăn lại. Mì ngon quá anh. Ừ. Mì còn gọn cái. Mì đặc biệt ngon ghê. Em cảm thấy bánh mì này có hương vị bở. Không bở mà không bở. Bở. Ngon quá. Cũng lâu lắm rồi tụi mình cũng không ăn lại vịt quay nữa. Lâu lắm rồi. Vịt này ướp vừa ăn nha anh. Ừ. Chỉ là cái da nó không được giòn lắm thôi mà ướp vừa ăn. Ừ. Ngon. Thấy sao Quyên? Ngon. Ngon. Hai em ăn đại đi. Quyên thôi nào. Tại khi không có em á. Gia đình ăn gì ạ? Anh hai, chị hai, mọi người. Sẽ ăn mấy món là miền Tây nè. Mà là mềm quá, thấy nó mềm. Thịt cá kho, thịt kho rồi nè. Vâng ạ.
thường làm cá kho. Còn em là vui ha. Ăn món đặc biệt nhà. Ngon. Nước sốt này ngon không? Ăn thử nước tương không? Ăn thích nước sốt này cũng được. Chấm thử nước sốt nhỉ? Chấm chua nè. Tại thích ăn nước tương á. Giờ dưới quê mình cũng tối rồi đó nha. Giờ không 7 giờ rồi. Bữa nay mưa nữa chứ. Mấy bữa nay là mưa liên tục luôn. Rất là mát. Không ăn nhiều nhé Út. Xương đã đây rồi. Thịt qua cho bánh mì anh hai ngon quá. Đúng rồi, bột quay và bánh mì là hấp. Hấp phải không? Cảm ơn anh. Hồi đó các ở bên Hàn Quốc mình cũng ăn vịt quay bánh mì nha không? Đúng rồi. Có không? Có. Giống vậy không Việt? Vịt quay con nói chung là ngon lắm luôn á. Lúc đó ăn rất là ngon. Cha chồng em ăn khoái luôn á. Bánh mì giòn nữa. Cái da vịt nó giòn không? Da vịt giòn. Ủa? Giòn vậy là nướng rồi. Vịt quay. Quay. Mua ở chỗ đó đó anh. Dạ cái mình lấy để rồi mới sống mình quay lại á. À để rồi sống quay lại ha. Quay lại. Nóng giòn không? Mấy giòn. Vậy bên Hàn Quốc cũng có món vịt quay. Vịt quay mắc mật. Có mắc mật luôn. Dạ. Giống Việt Nam ha. Mà nhiêu coi em quên rồi. Nó có mắc chân dễ này. Còn một chiêu nữa. Một con bạc quệ cho Hàn Quốc. Mình chịu làm thôi. Mất không? Này anh chịu anh mua như ta. 288. 288 hả? Ừ, 288. Mà mua chỗ đó là cái chỗ Việt Nam bán là sao? Dạ. Chợ Việt Nam hả? Cái chị chủ là người Việt Nam. Chị bán. À, đúng dịch quay là mua chỗ của Trung Quốc. Mấy lò của người Tàu á. Dịch quay Bắc Kinh hả? Bắc Kinh rồi nó là mới ngon. Nó đúng á. Dạ. Nè, bánh mì con yêu mới nè. Ăn gạo nhiều với bánh mì con á. Bánh mì này còn gọn. Chấm thử nước nha. Nè, có chấm không? Có, em chấm rồi. Nó thơm cái mùi vậy ta. Nó thơm không vậy? Tí thơm vậy. Trong một shop này mình thấy là có nấm. Nấm gì ta? Nấm mèo. Nấm mèo. Nấm mèo của hành nữa. Con cao rồi chứ. Có tiêu nữa không? Hồi mang về học tiêu cho ấm bụng. Tiêu đen hả? Nó nguyên chùm hả? Hay hả? Đúng rồi. Chú xanh của mình á. Ủa chú xanh hả? Tại nó quay thành đen vậy hả? Đúng rồi. Nó chín rồi cái nó đổi màu á. Là tiêu xanh mà. Em ăn tiêu dở lắm. Em ớt là được chứ em ăn tiêu dở lắm. Ăn dạo tiêu vô cho ấm bụng. Thơm. Thơm. Thơm mà không có cay. Có cay nhiều hả? Dạ. Anh cũng phải ăn tiêu. Ăn đi. Ăn đi. Con có nè. Nếm mình thêm nữa. Ồ, có bánh mì ngon. Có. Yeah. Ồ, bánh mì ngon đó. Ừ, ngon. Để hỏi anh hai em mua chỗ nào muốn mua nữa. Bánh mì nữa ha. Ngon. Nghe ăn khách rồi ha. Ăn bài mỗi người là dư. Dịch này mà mình có cái lò vi sóng hay cái gì đó mình làm lại nóng ăn ngon hơn nữa. Mày tới đây. Wow. Quá đã. Chị mới làm về đói ăn cái ngon ha. Ngon. Đói bụng mà ăn là ngon rồi. Bà chó này bán anh thấy mèo gan. Em thấy bây giờ em tí nhiều nước
mà thử món ăn của nhiều nước mà. Món ăn Việt Nam và món ăn Hàn Quốc là số 1. Ngon. Mà Việt Nam đa dạng món ăn ha. Bà Hôn cũng dễ ăn, thấy món nào ăn cũng được chứ. Cũng thích, dễ thích ngay chứ. Mỗi món cũng ăn được mà. Việt Nam, món Việt Nam là rất là dễ ăn. Dễ ăn ha. Ngon. Đậm đà. Đậm đà. Hôn ăn được cái em trứng vịt lộn á. Được là cũng hay lắm á. Có nhiều người sợ đâu ăn được không? Cái chỗ này mua chỗ mới nè. Chỗ mới hả? Mấy lần trước á, mua dịch chỗ kia em thấy nó mềm mém quá. Nó hơi bị lạc á. Lạc hả? Bữa nay đi chỗ mới mua một cái nè. Thử coi ăn chỗ này như thế nào. Chỗ này thấy nó niêm đậm đà nè. Cái thịt nó thấm hơn á. Mà chuyện đi mua là chỉ còn con mà. Trời ơi. Có mùi chót, có mùi chót luôn rồi hả? Bà, cô đó tính không bán rồi. Cái năng nỉ. Tại vì chú kia đi tước dặn 4 con. Làm có 8 tiệc vậy. Mà chắc chỗ đó ngon mới hơn mau hết vậy đó. Đúng mới đắt vậy. Anh không biết, lần đầu tiên mua. Rồi theo mấy 3-4 giờ mà hết rồi. Em mới tính hỏi anh bánh mì mua chỗ nào mà ngon nè. Mới mua mắt trước mua chỗ đó. Cũng gần gần cái chỗ quay luôn. Khách lên. Này ăn này thiếu ra ổn ha. Khi em ở Hàn Quốc á. Mỗi người phải nhìn cúp đi đúng không? Lúc đó em thấy là sau khi mọi người bị nhiễm Covid mà không có năng lượng á. Không có gì anh ạ. Không có vui như trước. Mẹ. Quyên. Ông nội. Bên ghi tao nhiều ha. Đúng rồi. Cho nên đó là lý do em về Việt Nam. Nhưng mà Hôn, bữa em bị nhiễm Covid vậy con có mệt lắm không? Cũng mệt mà mau hay ngày thôi à. Sao anh thấy anh vui vậy hả? Em thấy anh với trai vui quá vậy. Cũng không có mệt nhiều á. Không có mệt nhiều, không có mệt nhiều. Chị cho ấy. Cha thì nằm coi phim. Coi từ sáng tới chiều luôn. Và tập thể dục nữa. Không bây giờ qua wow, cũng mừng nữa nè. Chứ bữa thấy gia bệnh định ở bên Hôn bảnh với gia đình bên Việt Nam nhiễm Covid nè. Cũng lo quá chừng luôn. Tự nhiên anh bị trước chừng 2-3 bữa cái tới em bị luôn. Không biết luôn. Mẹ bị trước xong lây em. Mà giờ thấy em ai cũng bị chừng khó tránh khỏi quá em. Lây nhanh quá. Đặc biệt là ốc này nè, không bị nè. Mà nhà mình có hai người bất tử nha. Con cự nè. Con út với cha. Cha. Mà hay thiệt luôn á. Viên xanh. Út ngủ chung em mà không uống bị. Kỳ á. Cái sức đề kháng không tốt hay sao? Ồ, út bác thế là mẹ và út kêu là siêu mạnh luôn á. Siêu mạnh. Không kêu pin im được. Cái đầu mình là đồ mini á. Mini. Anh không cần cấu. Cái nhà ơi thông cảm nha. Em là nhân nhiều. Khi cô muốn ăn á, tiếc em. Là tự nhiên ăn mà. Automatic á, tự động. Không dừng lại được. Ăn chừng nào hết thôi à. Ăn một cách tự nhiên. Không có muốn ăn là không ăn. Mà có là ăn. Thịt chó ăn không? Ngon quá. Nước chấm không ngon nữa. Cái chợ mà bán dịch qua ở bên Hàn Quốc á, cách nhà mình có xa không? Xa. Chạy hình như tiếng đồng hồ của mình. Tiếng gửi mà. Tại vì em thèm chứ. Chở em đi mua. Vậy là muốn ăn dịch qua là mình ăn phải từ đây lên tới thành phố qua một cái luôn. Chạy đó 1 tiếng rưỡi, xong chạy về.
xa. Chị xa như vậy là ở Hàn Quốc là bình thường mà ở Việt Nam là không bình thường ha. Đúng rồi. Muốn ăn là phải lần phố mua về. Xa muốn. À nhưng mà em thấy cái này cũng có ngon, cũng ngon. Cái này đủ ngon lắm. Đúng rồi. Tự hào miền Tây. Tự hào miền Tây. Rồi như vậy là gia đình mình cũng mới vừa ăn xong cả nhà ơi. Dạ. Hôm nay em ăn thấy sao? Quá ngon luôn. Ngon. Ngon cái là bánh mì. Đúng rồi, bánh mì ngon. Ngon. Đây còn ổ nữa cả nhà. Thì nhất còn ổ duy nhất thôi, 20 ổ mà hết rồi. Cái này cũng muốn hết luôn rồi. Cái này còn cái đầu với khúc xương như cổ. Cần cổ luôn thôi à. Nói chung mà cũng hết luôn rồi đó. Hết luôn. Nhưng này ngon lắm ha. Lâu rồi mới ăn lại. Quá ngon luôn. Ngon không nói nên lời luôn. Như thì video của channel mình cũng xin kết thúc ở đây cả nhà ơi. Rồi nếu như nhà hết kênh Miền Tây Family cũng như là kênh Bị Hàng Cướp Bộ, kênh Sam Vlog thì nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh nha. Giờ thì gia đình mình bye cả nhà. Bye bye. Bye.